30 ngày cầu nguyện cho con. Ngày 1. Phó thác con cái trong tay Đức Chúa Trời. Từ khi bắt đầu mang thai các con trong bụng, thì chúng ta đã mang theo nhiều lo lắng. Lo sẽ mất con, lo con bị bệnh, lo con bị bắt cóc, lo con bị tai nạn, lo con không được phát triển khỏe mạnh. Muôn vàn nỗi lo làm cho chúng ta luôn có tâm trạng bất an khi không ở gần con cái và đánh mất niềm vui khi làm mẹ. Nhưng con cái là quà tặng của Chúa cho chúng ta, và Chúa lo cho con trai, con gái của chúng ta còn hơn chúng ta lo nữa. Chúng ta hãy giao phó con mình trong tay Chúa và xác tín quyền làm chủ của Ngài trên cuộc đời của chúng ta và con cái mình, thì cả chúng ta lẫn con cái mình đều an tâm hơn. Chúng ta không thể có mặt khắp nơi, nhưng Đức Chúa Trời thì có thể. Chúng ta không thể thấy mọi việc, nhưng Đức Chúa Trời có thể. Chúng ta không thể biết được mọi thứ, nhưng Đức Chúa Trời thì biết. Dù con mình ở lứa tuổi nào, hãy giao phó chúng trong tay Đức Chúa Trời để bày tỏ niềm tin cùng sự tin cậy của mình nơi Ngài, và là bước đầu tạo nên sự thay đổi trong cuộc đời con cái chúng ta. Kinh Thánh nền tảng. Sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Thi Thiên 103 câu 17. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh Chúa Giê-xu con đến với Ngài và dâng tên của các con bạn trong tay Ngài. Con tin rằng chỉ một mình Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con của con. Chỉ một mình Ngài biết con của con cần gì. Con xin giao phó con của con cho Ngài chăm sóc và bảo vệ. Con cảm ơn Chúa vì con của con là món quà quý giá mà Ngài ban cho con. Con cảm ơn Chúa vì con được dự phần với Ngài trong việc nuôi dạy các con, và con không phải làm điều đó một mình. Xin cho con có được những chỉ dẫn rõ ràng từ lời Chúa trong việc nuôi con, cùng sự nhạy bén khôn ngoan khi con cầu xin lời giải đáp từ Ngài mà không phải dựa vào những phương pháp luôn đổi thay của đời này. Xin cho con biết phải bám sát các con ở những điều gì, và giúp con giao phó con của con trong sự bảo vệ, dẫn dắt và dạy dỗ của Chúa. Xin giúp con không sống trong nỗi sợ hãi những hiểm nguy có thể xảy ra cho con mình, mà trong niềm vui cùng sự bình an vì biết Ngài đang tể trị. Con nương cậy nơi Ngài trong mọi sự, và hôm nay con phó thác con của con trong tay Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc.